mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đi sang đường không quan sát là một trong những nguyên nhân chính khiến gây tai nạn giao thông. Mặc dù vậy, vẫn không ít người chủ quan và bất chấp tính mạng. Các tình huống sau đây là một ví dụ. Đoạn clip được ghi lại trên một chiếc xe con đang di chuyển với tốc độ cao. Bất ngờ từ phía bên phải, một người phụ nữ điều khiển xe máy không quan sát đằng sau đã rẽ ngay sang đường. Rất may lúc đó, ít phương tiện qua lại nên người điều khiển ô tô đã kịp thời đánh lái sang để tránh vụ va chạm. Tương tự như trường hợp trên, mới đây nhất vào trưa ngày 23 tháng 6 tại ngã tư thôn Bãi Sậy, xã Tân Dân, huyện Hoài Châu, cũng do không quan sát, giảm tốc độ đã khiến hai người điều khiển xe máy bị thiệt mạng. Vì vậy, dù đi phương tiện gì cũng cần phải cẩn trọng, giảm tốc độ, chú ý quan sát kỹ phương tiện từ các hướng để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người khác. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và những vấn đề phức tạp nổi cộm khác về an toàn giao thông. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, tính đến ngày 14 tháng 6 năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 66 vụ tai nạn giao thông, làm chết 50 người, bị thương 47 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 4 vụ, số người chết giảm 1 người, số người bị thương giảm 6 người. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng các cơ quan, thành viên, các địa phương đã tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành phối hợp, triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ban An toàn Giao thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, tăng cường chỉ đạo tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý quyết liệt xe quá khổ quá tải trên địa bàn. Thời gian qua, rất nhiều hộ dân xã Minh Hải, huyện Văn Lâm rất bức xúc phản ánh về tình trạng con đường đau khổ mà nhân dân hàng ngày phải hứng chịu. Theo phản ánh của người dân, trong thời gian dài, tuyến đường tỉnh lộ 380, tức tỉnh lộ 196 cũ, do hàng ngày lượng xe trọng tải lớn qua đây dày đặc, ngoài đường hỏng còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho người dân mỗi khi qua đây. Hàng trăm hộ dân sống hai bên đường bức xúc vì tình trạng tuyến đường này. Ông Cao Văn Thịnh, nhà khu phố Lạ, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm cho biết, nhiều năm nay, mọi người dân sống hai bên đường đều rất bức xúc, khổ sở vì lượng xe trọng tải lớn qua đây hàng nghìn lượt xe mỗi ngày. Vào mùa hè phải qua đây thì bụi bay mù mịt, không khí ngột ngạt, rất khó thở. Khổ nhất là sau những trận mưa rào, mặt đường trơn trượt, những ổ voi, ổ trâu chứa đầy nước vô tình trở thành những cái bẫy gây tai nạn giao thông cho nhiều người. Do vậy, sau những trận mưa, nước không có chỗ thoát đọng lại, kết hợp với sự công phá của các xe quá tải cày xới con đường, khiến rất nhiều hộ dân sinh sống ở đây bức xúc. Đã triển khai cách đây độ tầm hơn 2 năm rồi. Hiện nay là tuyến đường này rất bụi, dân chúng tôi ở đây rất khổ, rất bức xúc. Tôi gọi lên đường dây nóng rồi, cả buổi sáng là không được. Đêm hôm thì kể cả ban ngày, hàng nghìn lượt xe đi lại cái đường này rất nhiều. Và đa số là công tơ lơ với lại các xe lớn là trốn vé đường năm cũ để đi vào đây. Không chịu được cảnh khói bụi, hàng quán, nhà cửa bám trắng bụi. Hàng ngày, người dân liên tục phải phun nước tưới trước cửa nhà mình để hạn chế bụi. Đáng chú ý, mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện xe có trọng tải lớn né trạm thu phí trên quốc lộ 5 để lưu thông qua tuyến đường này. Do lưu lượng xe tải trọng lớn chạy suốt ngày đêm nhưng không bị lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp không được phép đi vào tuyến đường này. Trạm thu phí số 1 quốc lộ 5 này thì hiện tại thì mới được khoảng cỡ 30% so với cái lưu lượng bình quân ngày khoảng 22.000 lượt xe. Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 380, đoạn km 2 cộng 910 đến km 7 cộng 000 trên địa bàn huyện Văn Lâm, thị xã Vĩnh Hảo. Chiều dài toàn tuyến hơn 4,2 km. Tổng vốn đầu tư hơn 174 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019 đến năm 2023. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người dân nơi đây phản ánh việc thi công chậm, trong quá trình thi công không đảm bảo an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp, mong rằng tuyến đường trên, đơn vị thi công sớm đẩy nhanh tiến độ để người dân đi lại được thuận lợi, an toàn.
Chuyên mục an toàn giao thông do Phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp cùng Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chuyên mục này tuần sau.